Dạ, em Hiếu xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại đến với kênh bán xe của em. Thì hôm nay á, em Hiếu sẽ quay cho mọi người là những mẫu xe đang có mặt tại showroom Hyundai Gia Định của em Hiếu nha. Đang này là showroom 3S. Đó, địa chỉ là ở bên Phạm Bình Hổ, quận 6 nha quý anh chị. Thì đầu tiên là xe phân khúc cỡ A, nhỏ gọn, mới vừa ra mắt. Đó là Hyundai i10 nha quý anh chị. Đây, đó, Hyundai i10. Đây là phiên bản hấp bánh số tự động bản cao nha quý anh chị. Nhỏ gọn, gầm cao. Xe được lắp ráp trong nước và đang vẫn hỗ trợ thuế 50% thuế trước bạ nha. Đó, hỗ trợ gầm cao. Phiên bản mới nhất đây quý anh chị. Có cảnh báo áp suất lốp trên xe. Ghế da thì cũng được làm lại theo chỉ đỏ đẹp hơn. Đó, thể thao cách tính. Đuôi đèn thì sẽ giống như là Santa Fe nè quý anh chị. Gần giống như là Santa Fe đó. Nhưng mà không có dãy đèn led chính giữa nha. Chỉ có đèn led ở phía trên thôi. Sẽ có hai mẫu là Hyundai i10 hatchback và Hyundai i10 sedan. Thì đó, tùy quý anh chị lựa chọn. Thì xe hiện tại đang được ưu đãi khuyến mãi, phụ kiện, giảm tiền mặt nha quý anh chị. Đây, quay tổng thể là cho quý anh chị xem Hyundai i10 hatchback. Số sàn, số tự động, bên em Hiếu vẫn có sẵn xe giao nha. Đó. Rồi V10 khúc A thì qua đây em Hiếu có Hyundai Accent phiên bản 2.0 cao cấp màu đỏ Vin 2023, xe đang sẵn tại showroom nè. Thì đây là phân khúc là sedan hạng C nha quý anh chị. Đó, sedan hạng C cạnh tranh với Civic nè, Toyota Altis đó quý anh chị. Đó là nó, đây là phân khúc hạng C sedan đây. Xe mang thiết kế dáng thể thao mạnh mẽ, cá tính. Đó quý anh chị. Thiết kế của Accent thì sẽ tập trung nhiều vào các tệp khách hàng trẻ trung, năng động nè, mà thích đi một mình, thích thiên về cảm giác lái hơn. Là đây chính là mẫu xe này nha quý anh chị. Elantra thì có tất cả là 4 phiên bản. Tiêu chuẩn là máy 1.6 nè, phiên bản đặc biệt máy 1.6 lên phiên bản 2.0 cao cấp thì máy sẽ 2.0. Đó, còn lên phiên bản N-line sẽ là 1.6 turbo nha anh chị, rất là mạnh mẽ, thể thao. Thì Elantra đang cũng được hiện tại là ưu đãi giảm tiền mặt và tặng phụ kiện nha quý anh chị. Giá cực kỳ tốt và đang trong chương trình áp dụng tháng 7 này á, là sẽ hỗ trợ quý anh chị bấm số vào tháng 8 nha, giảm thuế sẽ bấm số vào tháng 8 và đang hỗ trợ quý anh chị là xuất hóa đơn trước. Đó, xuất hóa đơn trước và trợ thuế qua tháng 8 mình bấm nha. Thiết kế xe thể thao mạnh mẽ, quý anh chị mua xe liên hệ em Hiếu ngay nha. Đó, rồi. Tiếp theo, lên phân khúc hạng C. Lên phân khúc hạng C nhưng mà đây là quý anh chị, biết gì không quý anh chị? CUV nha quý anh chị, CUV hạng C, crossover đó quý anh chị. Nó một chiếc xe mà bao năm rồi vẫn hot và luôn nằm trong top bán chạy, cạnh tranh với CX-5, cạnh tranh với Territory mới vừa ra mắt. Đó, đây là Hyundai Tucson. Điểm đặc biệt ăn tiền Tucson đó là phần đầu đèn rất thể thao và phần đuôi cực rất là cá tính. Em cũng sẽ mở cho quý anh chị xem nha. Quý anh chị nghe tiếng đóng cửa đã không? Thì đây, phần đầu đèn rất là đáng ăn tiền đây quý anh chị. Hyundai Tucson. Đây là phiên bản 2.0 đặc biệt màu trắng. Em Hiếu đang sẵn xe giao tại showroom đang trưng bày đó. Đó, thì xe này á quý anh chị, em Hiếu vẫn hỗ trợ xuất hóa đơn trước cho quý anh chị và qua tháng bấm số nha. Đó, 2.0 đặc biệt. Giá này biết là 839 triệu sẵn xe giao. Phụ kiện thì khỏi nói rồi, full option đầy đủ hết. Ghế chỉnh điện làm mát với tay điện tử auto hold, Hyundai Smart Sense full bấm đuôi xe đầy đủ hết. Đó, làm mát sưởi ghế. Đây, tất cả cái kính là đều một chạm nha quý anh chị. Lên phiên bản Tucson thì là VIP rồi, kính một chạm hết. Hàng sau thì vô cùng thoải mái, rộng rãi nhất trong phân khúc nha quý anh chị. Thể thao nhất trong phân khúc luôn. Mâm sẽ là 18 inch, đối với bản turbo sẽ là mâm 19 inch nha. Đèn đuôi thì khỏi nói, ban đêm không chơi vào đâu được. Quý anh chị mà ra ngoài đường Mà có gặp đèn đuôi này á thì nhớ đó là Tucson nha, không thể lẫn vào đâu được, rất là thể thao, cá tính mạnh mẽ. Thì Tucson sẽ có hai lựa chọn, một là máy dầu và máy xăng. Máy dầu thì sẽ có là bản đặc biệt nha, 2.2 dầu. Còn nếu như máy xăng thì sẽ có 3 phiên bản. Một là tiêu chuẩn là máy vẫn 2.0 nhưng option thiếu hơn, mâm sẽ nhỏ hơn nè, mâm sẽ là 17 inch. Rồi lên phiên bản đặc biệt là 2.0 xăng, đây là mâm 18 inch. Rồi quý anh chị mà muốn thể thao cá tính hơn nữa, lên phiên bản turbo sẽ có cửa sổ trời nha quý anh chị, sẽ là trang bị mâm 19 inch, cửa sổ trời. Cần số là dạng nút bấm nha quý anh chị. Dầu và turbo sẽ là cần số dạng nút bấm, còn tiêu chuẩn và đặc biệt sẽ là cần số dạng dạng cần số truyền thống bình thường nha. Đó, xem hiếu sẵn nha. Quý anh chị mà cần xem phiên bản turbo, máy dầu, bản tiêu chuẩn, alo em Hiếu qua Zalo, rồi em Hiếu gửi hình, gửi video qua cho quý anh chị xem nha. Đó, giá cực kỳ tốt luôn, xe sẵn giao ngay cho quý anh chị. Đó, đợi chờ thuế luôn, sẵn xe giao nha. Tucson có mua xe thì alo em Hiếu. Rồi tiếp theo đến Stargazer X đây, xe đang làm mưa làm gió trong các thời điểm hiện tại. Thì hiện tại á, thằng Stargazer X này á là nó nhập khẩu 100% từ Indo, nên là không dính dáng gì đến giảm thuế trong nước, nên là khách hàng đổ xô mua thằng này rất là nhiều. Mà quý anh chị biết rồi, xe nhập khẩu thì sẽ phụ thuộc vào nhà máy lắp ráp từ bên Indo và nhập khẩu về Việt Nam. Và hiện tại Stargazer này đang cháy hàng quý anh chị ơi, từ cho tiêu chuẩn nè tới đặc biệt và tới cao cấp đang cháy hàng. Và đặc biệt cái màu xám này đó rất là cháy quý anh chị ơi, về xe không có nhiều. Đó, em Hiếu đang sẵn một chiếc đặc biệt màu xám trưng bày tại showroom cho quý anh chị lên xem nha. Đó, giá cực kỳ tốt, ưu đãi cho quý anh chị. Nói về Stargazer thì quý anh chị biết rồi, một mẫu xe nhập khẩu rất là tiết kiệm xăng nè, được các anh em trong hội xe mà khách hàng tầm trung á mua rất là nhiều và chia sẻ nhau kinh nghiệm, đi rất là lợi xăng. Đi quý anh chị đường trường cao tốc em bao cho quý anh chị chỉ 4,5 lít thôi, cam kết 100% đường trường. Thì mới đầu quý anh chị nhìn vô á như con chuột máy tính này đó, nhưng mà quý anh chị nhìn quen dần, nhìn xe rất là đẹp và hợp dáng. Nhưng một điều đặc biệt quý anh chị mua xe này về á rất đáng đồng tiền, đó là gì? Tính thực dụng, full công nghệ option, động cơ bền bỉ tiết kiệm. Và đặc biệt á quý anh chị ngồi rất là rộng rãi thoải mái. Khách em qua từ như bên là trải nghiệm như XL7 rồi, Xpander rồi, Veloz rồi, Ertiga rồi, Avanza rồi, nhưng khi qua tới cái này lái thử, đại lý em Hiếu là đang sẵn xe lái thử dòng này. Quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ em Hiếu, em Hiếu hỗ trợ lái thử liền nha, khu vực Hồ Chí Minh nè. Đặc biệt thằng này lên đời mới này sẽ có auto phanh tay điện tử, auto hold, sạc không dây, đó, cảm biến là trước sau, các chế độ lái. Và trên bản cao cấp nó sẽ có trang bị là Hyundai Smart Sense an toàn. Đây là phiên bản đặc biệt thôi, nhưng mà vẫn đầy đủ option rồi nè quý chị. Ghế da rộng rãi thoải mái, trên tiêu chuẩn là sẽ ghế nỉ nha. Đó, trên tiêu chuẩn sẽ ghế nỉ, nhưng mà lên bản đặc biệt cấp sẽ ghế da. Quý anh chị mà tầm tiền 559 triệu mua con xe này về, em Hiếu nói đáng đồng tiền bác gạo. Vừa tiết kiệm xăng, vừa rộng rãi. Đời cũ của Stargazer này giá rất là cao, nhưng mà hiện tại giá thành giảm xuống rất là nhiều rồi. Mâm cũng là mâm 17 inch đẹp hơn nè. Clip trước em Hiếu nói mâm 16 inch bị anh trai kia comment, nên giờ em Hiếu lưu ý lại rồi, mâm 17 inch nha quý anh chị. Đó, full LED, rất là đẹp, thiết kế mới, tạo hình 3D. Đó, kẽn dè phía trước cũng đẹp hơn. Màu xám này quý anh chị không, ra ánh đèn, ra nắng cái rất là đẹp, ánh ca mây lên, xuất sắc và tuyệt vời. Rồi, chia tay dòng hiện tại á, cho em Hiếu nói thêm xíu là hiện tại dòng xe này đang rất là cháy hàng, nên là quý anh chị mà có nhu cầu mua xe thì liên hệ em Hiếu, thì sẽ đặt cọc và qua tháng 8 nha. Nếu như tháng 8 mà quý anh chị nào không xem ngày, không kỵ ngày âm nè, mua trong được tháng 8 mà trong tháng 8 thì quý anh chị tháng âm sẽ hỗ trợ ưu đãi giảm giá nhiều hơn, nên thời điểm hiện tại quý anh chị á, đặt cọc và qua em Hiếu sẽ giao trong tháng 8 cho quý anh chị nha. Từ tiêu chuẩn đặc biệt cao cấp em Hiếu bao hết, vàng mờ trắng mờ em bao hết cho quý anh chị, qua tháng 8 em Hiếu giao liền nha. Đó, quý anh chị yên tâm. Rồi trong tháng 7 này á, tầm 22-23 tây sẽ về một lô KS, sẽ bàn giao cho quý anh chị nào mà đặt cọc trong tháng 7 này. Em Hiếu có một xe của khách, tới đó em Hiếu sẽ quay lên cho quý chị xem nha. Rồi tiếp theo, Custin MPV 7 chỗ cạnh tranh với Innova đó, và được đem so sánh với Carnival. Thì về phân khúc này á, nó là MPV 7 chỗ. Nếu như so với Carnival thì tầm tiền hơn rồi, chỉ so sánh được với Innova thôi nha quý anh chị. Lắp ráp trong nước, hỗ trợ thuế, giá tốt, rộng rãi 7 chỗ, cửa lồ sang trọng đó, full option, ghế điện 90 hướng, làm mát làm sưởi đầy đủ, sạc không dây, cửa gió điều hòa phía sau. Ok quý anh chị, cửa sổ trời full toàn cảnh, không phải toàn cảnh mà chia ra nha quý anh chị. Ở trước sẽ lấy gió và đằng sau mình lấy ánh sáng nha. Ghế đầy đủ. Đây là bản cao nên full option, 4 ghế đều làm mát hết, đều chỉnh điện hết đó. Nút bấm thì sang trọng, cửa số dạng nút bấm sang trọng, auto hold, rồi phanh tay điện tử, chế độ lái màn hình lớn, 4 chế độ lái đó. Rồi đèn pha tự động, đèn full LED mâm đấy quý anh chị, tạo hình cực kỳ đẹp luôn. Đây em Hiếu giới thiệu sơ nhanh các dòng xe đang có mặt tại showroom em Hiếu nha. Quý anh chị nào có nhu cầu mà thực tế về từng xe, nhắn tin alo em Hiếu, em Hiếu sẽ trả lời hết, hoặc là báo giá cho quý anh chị tham khảo, em Hiếu sẽ trả lời ngay nha, tư vấn nhiệt tình hết mức có thể cho quý anh chị luôn đó. Nên là có mua xe ủng hộ em Hiếu, hoặc đến trực tiếp showroom em Hiếu, nói em Hiếu bán xe Hyundai, mở YouTube ra thì bạn Lễ Tân sẽ alo em Hiếu xuống tiếp quý anh chị liền nha, vui vẻ nhiệt tình đó. Ok, em quay em kia, em quay ghế tài cho quý anh chị xem. Vô lăng Nicus, full hệ thống Hyundai Smart Sense, bấm đuôi xe, ghế lỗ thông hơi, làm mát làm sưởi đầy đủ. Lên tầm này thì sẽ có nhớ vị trí ghế và kính lên xuống một chạm. Quý anh chị thấy kính lên xuống một chạm vậy thôi, chứ em Hiếu cực kỳ thích tính năng này, nhanh gọn lẹ, không có bấm lâu đó. Rồi cửa sang trọng. Rồi quý anh chị mua Hyundai Custin thì vẫn đang được hỗ trợ thuế, em Hiếu đủ màu giao ngay cho quý anh chị nha đó. Quý anh chị lấy liền thì vẫn giao trong tháng 7, còn qua tháng 8 hỗ trợ thuế thì em Hiếu sẵn sẽ giao đủ màu. Quý anh chị alo em Hiếu trước là được. Ok, được rồi, qua tới đây Accent vừa ra mắt đây quý anh chị. Accent vừa ra mắt thì thằng này là phân khúc hạng B sedan, nó sẽ tiệm cận với dòng C, nó sẽ tương đương như với dòng C như là Elantra vậy đó. Quý anh chị thấy nó hào hào không đó. Thì về thiết kế nó sẽ đi trước tương lai thằng Elantra. Elantra ở Việt Nam hiện tại vẫn mẫu cũ, nhưng mà ở trên bên Hàn Quốc nó đã ra mẫu mới rồi đó. Đây nó sẽ giống với Elantra, thứ nhất là về phần đuôi nè quý anh chị, nó sẽ tạo khác biệt một xíu so với Elantra này đó. Rất là đẹp. Thì Accent này quý anh chị có tất cả là 4 phiên bản. Phiên bản mà thấp nhất là số sàn MT 439 triệu, lên phiên bản tiêu chuẩn AT số tự động là 489 triệu rồi, 469 triệu rồi. Quý anh chị mà lên phiên bản đặc biệt á sẽ là 529 triệu, và phiên bản cao cấp á là 569 triệu. Thì hiện tại showroom em Hiếu trưng bày là phiên bản đặc biệt màu xanh đó, có mức giá là 529 triệu. Quý anh chị muốn mà coi phiên bản cao cấp full thì em Hiếu sẵn kho trên lầu, cái kho mà quý anh chị thường hay xem em Hiếu review ở trên đó đó, nó đang sẵn nha, màu trắng đỏ sẵn xe giao cho quý anh chị. Đèn full LED có góc chiếu, mâm tạo hình cũng đẹp hơn. Quý anh chị không thích mâm này về phay lại rất là đẹp, không ảnh hưởng gì tới thông số kỹ thuật nha, đi vẫn rất là an toàn. Ghế đây y chang như lên ra, rất là thể thao đó, công nghệ đầy đủ đó, có remote màn hình, rồi kết nối Apple CarPlay không dây luôn nha quý anh chị, cực kỳ là tiện lợi. Thiết kế rộng rãi thoải mái, không thua Elantra đó. Quý anh chị tầm tiền mà không đủ Elantra, xuống Accent cho em Hiếu, giá cực kỳ tốt và mềm. Khi mua trong tháng 7 này đó, hỗ trợ giảm thuế qua tháng 8, giá cực kỳ mềm. Quý anh chị phải bắt lấy, chụp lấy cơ hội này, không là rất là ổn nha quý anh chị đó. Về Elantra có 4 phiên bản. Rồi tiếp theo là về Santa Fe, để em Hiếu tắt đèn cái. Về Santa Fe đây quý anh chị, thì hiện tại cái mẫu Santa Fe này quý anh chị sẽ chuẩn bị ra mẫu mới nha. Chuẩn bị qua mẫu mới là sẽ tầm khoảng tháng 9, tháng 10 là ấn định ngày ra Santa Fe mẫu mới. Đó, quý anh chị hôm giờ xem truyền thông á, thì cái thằng mẫu cũ này hiện tại vẫn đang còn sản xuất cho đến tháng 9 nha quý anh chị. Thì hiện tại mà nếu như quý anh chị mà không thích mẫu mới đuôi đèn hay xấu thì thời điểm này là thích hợp luôn, giảm thuế rồi giảm tiền mặt. Đó, thì thằng này nó sẽ có tất cả là 4 phiên bản. Phiên bản máy xăng sẽ là tiêu chuẩn. Đó, rồi phiên bản cao cấp là đây là phiên bản máy xăng. Đó, rồi tiếp theo đến là phiên bản máy dầu thì sẽ có một phiên bản là dầu cao cấp, còn một phiên bản hybrid nữa là sẽ là sử dụng động cơ Sunlight hybrid nha quý anh chị. Thì bản hybrid thì rất ít người mua, nên là em Hiếu nó sơ về bản xăng và máy dầu nhiều hơn. Đó, thì giá giảm đang rất là nhiều. Đó, đủ màu hết cho quý anh chị giao ngay. Và đặc biệt em Hiếu có một Santa Fe máy xăng cao cấp màu xanh đang rất là hot cho quý anh chị. Máy dầu thì em Hiếu có trắng đỏ đen giao cho quý anh chị máy dầu nha. Đó, máy xăng thì cũng có trắng đỏ đen xanh luôn. Nó về dòng Santa Fe sẽ cạnh tranh với là Fortuner, Everest, nó quý anh chị CX8, các đối thủ rất là đáng gờm. Nhưng mà quý anh chị thử một lần ngồi lên Santa Fe trải nghiệm khung gầm vô body, khung gầm liền khói, quý anh chị thấy không, nhỏ gọn thể thao, đi trong thành phố dễ. Còn quý anh chị mà đi như là Everest, Fortuner, nó hai thằng đó là khung gầm rời, sẽ sử dụng chung khung gầm với bánh tải, đi rất là sốc vì gầm nó cao quá. Đây là gầm tương đối ổn nha, cũng là cao quý anh chị, còn hai kia gầm cao quý anh chị đi rất là sốc và lắc. Thì quý anh chị cứ trải nghiệm đi. Rồi quay qua đây, Santa Fe em Hiếu hỗ trợ giá tốt nhất cho quý anh chị, xăng và dầu em Hiếu sẵn nhau ngay. Trắng rất là đẹp đó quý anh chị, đẹp quá ha. Clip này thì em Hiếu tổng hợp quay lại cái showroom, quay lại cái xe đang có sẵn trong showroom cũng như là giá cả thị trường, sau đó em Hiếu báo cho quý anh chị. Santa Fe sẵn giao, giá tốt nha, giảm rất là nhiều nha, tiền mặt nè, phụ kiện nè, đó, full option đồ chơi, bể bước có luôn, bể bước đây, bể bước zin chính hãng đầy đủ cho quý anh chị luôn. Đó, giá cực kỳ tốt cho quý anh chị, bể bước đây, gắn được cho Palisade, Tucson, đó, đầy đủ bể bước nha, bể bước zin của hãng luôn. Rồi Palisade em Hiếu có tiêu chuẩn cao cấp đầy đủ hết. Thì đây là tiêu chuẩn trắng Vin 23. Thì hồi bữa hôm trước em báo quý anh chị trên clip là 100, nên em Hiếu giảm thẳng cho quý anh chị là đen 140 Vin 203 cho phiên bản tiêu chuẩn màu trắng này. Em Hiếu vẫn có tiêu chuẩn 2024 hoặc là cao cấp 2024 nha quý anh chị, sẵn giao cho quý anh chị ngay nha. Đó, màu trắng đỏ đen giao ngay cho quý anh chị. Palisade sẽ cạnh tranh với phân khúc là Land Cruiser, Toyota Land Cruiser hoặc là Ford Explorer nha quý anh chị. Đó, giá xe thì tầm 1,6 tỷ nha quý anh chị, máy dầu cực kỳ hầm hố và có doanh số của thằng này của anh chị là bán cực kỳ chạy hơn so với các đối thủ. Doanh số được công bố do HTV nhà máy nha quý anh chị, Hyundai Thành Công Việt Nam công bố. Thì thằng này số liệu nó sẽ bán nhiều hơn so với các đối thủ, hầm hố mạnh mẽ, khung gầm cao, đó, đầm chắc, máy dầu cực kỳ tiết kiệm. Rồi thì clip em Hiếu cũng gần 19 phút rồi. Quý anh chị có nhu cầu mua xe thì liên hệ em Hiếu ngay nha. Số hotline là 093 114 9304 hoặc đến trực tiếp Hyundai Gia Định số 94 96 Phạm Bình Hổ, phường 2, quận 6, Hồ Chí Minh, hoặc là qua địa chỉ chi nhánh bên Gò Vấp em Hiếu là 168 nha quý anh chị, 168 đường Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, để xem xe trực tiếp. Cả hai bên em Hiếu đều có kho xe sẵn. Quý anh chị nào mà xem xe màu nào, mẫu gì nhắn tin trước em Hiếu để em check kho và báo quý anh chị nha. Đó, Hyundai thì chỉ có Stargazer là nhập khẩu, còn lại tất cả đều lắp ráp. Giá đang cực kỳ tốt và ổn định. Quý anh chị cứ xem xe, cần báo giá liên hệ qua Zalo em Hiếu, nó em Hiếu sẽ báo giá đầy đủ và chi tiết nhất cho quý chị và hỗ trợ sớm nhất nha, nhiệt tình sớm nhất. Rồi clip em Hiếu tới đây. Cảm ơn chân thành tất cả mọi người đã xem. Thấy hay cho em Hiếu một nút like, một nút đăng ký kênh và comment phía bên dưới những điều quý anh chị thắc mắc. Đó, rồi cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, phát tài phát lộc và sớm gặp em Hiếu nè. Đó, sớm gặp em Hiếu để lựa chọn được một mẫu xe ưng ý nhất. Rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip sau.